Thưa quý vị, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe chủ đề muốn được thì phải mất. Trong xã hội hiện thời, nhiều người cho rằng sống thiện lương thì được gì? Thiện lương có thể đổi được cơm ăn áo mặc hay không? Thật ra làm việc tốt mà không mong cầu được báo đáp mới là biểu hiện của người đạo đức cao thượng. Người lương thiện thường coi nhẹ những gian khó cũng như được mất hơn thua trong kiếp sống nhân sinh. Người có phẩm chất cao thượng và lòng tự trọng thường làm nhiều việc tốt để giúp đỡ những người khác mà không mong cầu được báo đáp. Tuy nhiên, trong cái vô mong vô cầu ấy, trời cao lại có sự an bài. Có một câu chuyện có thật như sau. Vào cuối thế kỷ 19, có một chàng trai trẻ thi đậu vào khoa địa chất học của trường đại học Stanford. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là đứa trẻ mồ côi, nên cậu không biết làm thế nào để có tiền chuẩn bị nhập học. Một ngày kia, cậu cùng người bạn của mình nảy ra sáng kiến sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc và mời một nghệ sĩ piano tài năng tới biểu diễn. Cậu hy vọng sẽ kiếm được chút tiền hoa hồng để có thể trả học phí và trang trải cuộc sống. Vậy là chàng trai trẻ nọ cùng người bạn của mình đến gặp nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong vùng là Ignis Paderewski. Sau đó họ thống nhất với thỏa thuận rằng vị nghệ sĩ sẽ nhận được 2.000 đô la cho buổi biểu diễn. Với Paderewski, đó là một khoản thù lao hấp dẫn, phù hợp với tên tuổi của ông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đối với hai chàng thanh niên trẻ, đây là một số tiền rất lớn. Nếu số người đến xem biểu diễn không đủ thì họ sẽ bị lỗ nặng. Sau khi trở về, cả hai dốc hết sức lực để có thể tổ chức buổi hòa nhạc được thành công. Nhưng thật không may, đến cuối buổi biểu diễn, sau khi kiểm kê số tiền thu được, họ phát hiện rằng chỉ thu được 1.600 đô la. Thất vọng, hai chàng trai tìm đến Paderewski để giải thích hoàn cảnh của mình. Họ đã đưa toàn bộ số tiền đó cho vị nghệ sĩ cùng tấm giấy nợ 400 đô la cho khoản tiền còn thiếu, đồng thời hứa rằng họ sẽ tranh thủ thanh toán sớm nhất có thể. Paderewski xúc động nhìn hai chàng trai nghèo rồi lập tức xé tờ giấy biên nợ. Ông cầm tay chàng trai trẻ và nói: "Đây là 1.600 đô la, hãy dùng nó trả hết các chi phí và trang trải cho việc học. Với số tiền còn lại, các cậu hãy lấy 10% như là tiền hoa hồng, còn dư bao nhiêu thì hãy đưa tôi." Hai cậu sinh viên đã vô cùng bất ngờ. Họ không thốt nên lời trước tấm lòng của Paderewski. Người nghệ sĩ hào phóng sau đó đã trở về quê hương và sau này trở thành thủ tướng của Ba Lan. Ông là một nhà lãnh đạo tài ba và tận tụy. Nhưng rồi, không may, chiến tranh thế giới đã xảy ra. Ba Lan bị tàn phá. Hơn 1,5 triệu người dân trong nước đang lâm vào cảnh chết đói. Còn chính phủ thì rơi vào tình trạng tài chính kiệt quệ. Paderewski đã đôn đáo khắp nơi để nhờ trợ giúp nhưng cũng không thể giải quyết nổi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Không còn lựa chọn nào khác, ông đành tìm đến Herbert Hoover, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Lương thực Hoa Kỳ để xin sự giúp đỡ. Và lập tức ông đã nhận được phản hồi rằng ông Hoover sẽ gửi cho Ba Lan một lượng lớn viện trợ. Không lâu sau, hơn 1 vạn tấn lương thực viện trợ đã đến Ba Lan. Nhờ đó thảm kịch nạn đói ở Ba Lan đã được đẩy lùi. Thủ tướng Paderewski muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn ngài Herbert Hoover và hẹn gặp ông ở Paris. Khi hai người gặp nhau, Herbert Hoover đã nhìn Paderewski bằng ánh mắt đầy xúc động và nói: "Ngài không cần phải cảm ơn tôi, thưa Thủ tướng Paderewski. Bởi lẽ có một việc có lẽ ngài đã quên từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nhiều năm trước đây, khi còn ở Hoa Kỳ, ngài đã giúp đỡ hai cậu sinh viên nghèo tiếp tục theo đuổi việc học, và tôi chính là một trong hai thanh niên đó. Bởi vậy, có thể thấy làm việc tốt mà không mong cầu được báo đáp là đạo đức cao thượng của con người. Nhưng có mất, ắt sẽ có được là chân lý nhân quả của vũ trụ. Trong cuộc sống, bất luận lòng tốt và sự chân thành nào cũng sẽ có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa mỗi người. Nó sẽ luôn tỏa sáng, nhất định sẽ không bị phai mờ và lãng quên bởi thời gian. Khi đối mặt với những gian khổ hay niềm vui trong cuộc đời, người lương thiện sẽ thường dùng tâm thái bình tĩnh để đối đãi. Người có phẩm chất đạo đức cao thượng thường làm nhiều việc tốt để giúp đỡ những người khác mà không mong cầu được báo đáp ân huệ.
Những người nhận được sự giúp đỡ và ân huệ của họ cũng sẽ bắt đầu đối xử với người khác như vậy. Vì sự tác động ảnh hưởng qua lại, những người tốt làm việc thiện không cầu báo đáp sẽ thường xuyên có thể nhận được phúc báo bất ngờ. Đây chính là quy luật tự nhiên của sự tuần hoàn nhân quả. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Thưa quý vị, người xưa coi người biết tích đức hành thiện là người lương thiện. Người lương thiện không tính toán đến được mất cá nhân, không mang đến lợi ích bản thân để đi giúp đỡ người khác. Nếu nơi đâu cũng là người lương thiện, cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Vâng, thưa quý vị, không món quà nào tốt hơn là giữ gìn sức khỏe bản thân và cho cả gia đình, cũng là món quà tinh thần và thể chất cho mọi lứa tuổi. Quý vị hãy thử tìm hiểu và tập khí công xem sao. Ngoài các công dụng kỳ diệu đối với sức khỏe thể chất, khí công còn mang đến giá trị tu dưỡng và hàm dưỡng về mặt tinh thần cho người tập, vén mở thêm những bí ẩn về phương pháp dưỡng sinh, tu luyện của người xưa. Trong cuộc sống vội vã hàng ngày, khí công sẽ giúp chúng ta sống chậm hơn, trẻ hóa hơn, một sức khỏe tốt từ tâm đến thân. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả phía trên màn hình. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay trên kênh tin tức Hành Trình Tương Lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bản tin tiếp theo.